chào mừng các bạn đã đến với 2Cast, chi kỳ ielts của bạn đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng khám phá những kiến thức văn hóa và gặp gỡ trò chuyện với những nhân vật thú vị trong cộng đồng tiếng anh mình là tùng đặng và hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khách mời rất là đa tài trong số chào kênh trong inaugural episode của 2Cast đó là hot tiktoker minh 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 không biết là anh gọi em là hot tiktoker thế là có phải là một cái job description nó hơi hơi bị hẹp quá không đúng ạ à. thực ra là nếu mà gọi là một content creator một ừ. nhà sáng tạo nội dung thì à. sẽ nó sẽ chuẩn hơn với lại cái nghề nghiệp của em ok nhưng mà gọi là hot tiktoker thì cũng không sao cả tại vì đúng là em hot lên là nhờ vào tiktok em đúng là tiktoker và em có hot đúng không và thường thì mọi người sẽ biết đến em là hot tiktoker hơn <laughs> à, ok thế thì uh, chắc là trong một cái elevator pitch trong một cái phần mô tả mà ngắn gọn thì em có thể chia sẻ với khán giả của two À, công việc hiện tại của em là gì và em đang hoạt động như thế nào ở trong cộng đồng tiếng Anh được không? À, em cũng rất là vinh dự khi mà được uh, thầy đặng trần tùng một nhân vật rất là gọi là hot hit ở trong uh, bạn trong giới tiếng Anh chắc là chắc chắn là ai học tiếng Anh cũng phải biết đến rồi nên là việc có mặt ngay trong cái số đầu tiên của podcast này là một cái vinh dự rất là vinh dự. <laughs> ok thế thì uh, khi mà The suốt shop bắt đầu làm uh, một cái uh, kênh uh, podcast như thế này thì cũng không phải là cái đầu tiên mà the air shop, shop làm liên quan tới việc chia sẻ các cái kiến thức tiếng anh trên các nền tảng mạng xã hội đấy thì có thể nói là đơn vị the shop, shop cũng là một một content creator đấy, trong cái làng mà uh, sáng tạo nội dung về việc học tiếng anh mỗi người thì đều có một cái câu chuyện mà khởi điểm thế không biết là minh thì từ lúc nào em có một cái động lực nó thôi thức em là tôi sẽ sáng tạo ra các cái nội dung để chia sẻ về tiếng anh thật ra là cái động lực để mà Em bắt đầu làm những cái nội dung chia sẻ về tiếng Anh, nó mới gần đây thôi Nhưng mà cái động lực để làm những cái nội dung sáng tạo trên nền tảng xã hội, mạng xã hội Thì là nó đã có từ năm lớp 11 rồi ừ. Lúc đấy là em đang học trường ở chuyên Lam Sơn, học chuyên Pháp ừ. Và cái thời đấy thì em mới bắt đầu được, em là một đứa rất là tụt hậu so với lại những người khác ừ thời đấy thì em mới bắt đầu sử dụng Facebook trong khi bạn của em thì bắt đầu dùng từ trước đấy rất là lâu rồi phải dùng nào, từ cấp 2 rồi khoảng năm bao nhiêu nhỉ? À, khoảng lớp 11 một lớp là năm của em là năm 15 2015, 2015. vâng ok thế mới, thế mới biết mình già như nào anh anh mới nhớ là lúc nào là anh lớp 11 một uh, và hồi đó thì rõ ràng là anh nhớ là cái lần đầu tiên dùng Facebook thì chắc là khoảng đầu năm 2003, 2008 09 gì đó cho nên 2015 thì đúng là có vẻ hơi muộn là muộn rất là muộn. Đấy lúc đấy thì mới bắt đầu dùng Facebook và lúc đấy thì cũng mới bắt đầu biết đến YouTube và xem YouTube. YouTube thì người ta đã xem từ trước đấy rất là lâu rồi. <laughs> Nhưng mà lúc đấy thì em mới được tiếp xúc với lại YouTube và biết đến một cái thần tượng, một cái role model của mình cho đến tận bây giờ đó chính là PewDiePie. Ừ. Một người mà truyền cảm hứng cho em làm những cái nội dung trên mạng xã hội mặc dù là không phải làm giống y hệt với ông đấy. Thì uh, em bắt đầu từ thời điểm đấy là đã bắt đầu quay những cái video ngồi chơi game rồi Năm lớp 11 ấy Streamer. Tự quay <laughs> bằng một cái laptop cực kỳ cũ của anh ừ. Quay bằng laptop đấy, có cái webcam sẵn đấy ừ. Và nói tiếng Anh nhá, nói 100% tiếng Anh luôn wow. Thời điểm đấy là cũng đã bắt đầu cố gắng để mà nói 100% tiếng Anh rồi Mặc dù là khá là khó đấy Thì cái giai đoạn đấy là tiếng Anh của em cũng cải thiện khá nhiều Tại vì mình phải phải cố gắng phân đấu để mà nói được 100% tiếng Anh mà Được tập hàng ngày Vâng, thì con số sắp đạt được là 100 sắp rất là vui một trong sắp nhưng mà toàn là sắp for sắp ừ. phải đến 75% là sắp for sắp tức là mình sắp người ta và mình yêu cầu người ta sắp lại à, thì okay. người ta sắp lại mình chứ cũng chả ai quan tâm đến content của nhau quá tức là một phương pháp thật câu là kiểu door to door đấy đúng không ừ. <laughs> đấy thì uh, em bắt đầu bỏ em từ bỏ ừ thì bẵng đến một thời gian nhưng mà trong 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 lòng vẫn tâm niệm là mình phải phải quay lại với đó cái cái đó nhá ừ. Nó vẫn là niềm đam mê vẫn là cái ước mơ thì bẵng đến một thời gian lên đại học là em học đúng ngành để mà có thể làm cái đấy luôn và đó là ngành gì truyền thông đa phương tiện à, truyền thông đa phương tiện truyền thông đa phương tiện communication media ừ. thì đến năm năm ba em mới làm một cái vlog đầu tiên thì thật là may thật là duyên như thế nào đấy thì cái vlog đấy em cũng nói ấy, 30 phần 35 phần là tiếng Anh ừ. thì nó đã được rất nhiều người đón nhận và ủng hộ em up lên cái group Facebook tên là hội những người đam mê design ừ. không liên quan đến tiếng Anh lắm không liên quan đến tiếng Anh nó, nó liên quan đến việc thiết kế và làm video dựng video các kiểu ấy thì thế mới được up lên nhưng mà lúc đấy ấy, là cái thời điểm mà khá là sớm là Việt Nam mình hình như là lúc đấy TikTok chưa hot, ừ. đấy, cho nên Thế là, là người dịch. ta người ta không biết là có rất nhiều bạn giỏi tiếng Anh và có thể nói được tiếng Anh như em, nhưng mà em lại em lại xuất hiện sớm, được người ta biết đến sớm hơn, cho nên là người ta thấy rất là wow, ông này giọng hay nhỉ, tiếng Anh đỉnh ấy, nói tốt, rất là mượt, thì họ mới bắt đầu add friend rất là nhiều. Lúc đấy là em em ngồi ăn cơm Nauti nó cứ nhảy liên tục Sướng <laughs> rút người <cười> Cứ phải <laughs> check check liên tục Nhìn sang bên cạnh Đấy Thì đó là Nói chung là những cái khoảnh khắc Mà trong cái quãng đường làm content creator Nó để lại dấu ấn Đúng rồi Khi mà chúng ta có được một cái sự mà Công nhận từ người khác Một cái affirmation Recognition Từ một cộng đồng nào đó Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái động lực chúng ta biết được là ok thế thì thực ra là mình không hề tồi cái mảng này một tí nào đúng không? Và nếu như mình có một cái có thể gọi là cái tài năng nào đấy đi thì mình nên đóng góp và mình nên gọi là chia sẻ cho mọi người. Uh, nhưng mà tại sao lại là tiếng Anh? vì uh, anh thấy uh, các cái video mà em đăng lên ví dụ như là có thể là cái mục tiêu ban đầu nó không phải là là giáo dục tiếng Anh. Đấy nhưng mà nó vẫn em em vẫn cố gắng để em lồng ghép cái yếu tố tiếng Anh vào trong đấy. Thế không hiểu là là cái cái nguyên nhân là từ đâu em nhỉ? Thực ra đây là do dòng đời sâu đẩy anh <laughs> Thực ra là em nhận ra được cái điểm mạnh của mình, thế mạnh của mình đó là cái giọng nói tiếng Anh của em. Okay. I can, I can sound probably 90% like an English native speaker. So that's why I take advantage of it. Ban đầu nhé, là em làm 100% nội dung là giải trí, thiên hướng giải trí. Nhưng mà về sau, mình đọc những comment như là ồ oh, tiếng anh của anh giọng giỏi ừ. giọng hay quá tiếng anh giỏi quá chắc là học tiếng anh thì giỏi lắm ừ mình học thì em học tiếng anh thực ra cũng cũng, cũng khá đi ừ gọi là khá đi thì đại Và học cũng lâu được chín phẩy điểm đại học mặc dù đấy là năm đề cũng có vẻ hơi dễ một chút nhưng mà 9,8 điểm là vẫn cao hơn tất cả những người khác rồi cũng là một điều gì đấy đáng tự hào à, cho nên là em mới nhận ra là ừ, mình phải vận dụng tận dụng cái cái này tận dụng cái khả năng tiếng anh của mình và bắt đầu làm những cái video mà nó liên quan đến tiếng Anh. Thì thực ra làm như vậy thì người xem họ cũng nhận được nhiều giá trị hơn là mình cái giá trị giải trí. Cho nên em cố gắng lồng ghép cả giải trí vào với kiến thức tiếng Anh. Nó vẫn thỏa mãn cái 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 thiên hướng của em, ừ. cái đam mê của em mà nó vẫn đem lại giá trị tới người xem. À, đấy là một cái uh, cách phát triển mà anh nghĩ là rất là phù hợp với cả xu hướng tiêu thụ content của mọi người ngày nay bởi vì chắc chắn là nhu cầu mà phát triển bản thân thì nếu mà chúng ta ngồi lướt kiểu Instagram Reels, rồi chúng ta ngồi lướt TikTok thì có rất là nhiều các cái video mà kiểu truyền động lực, uh, kiểu như là phát triển bản thân đúng không? Nhưng mà đồng thời thì khi mọi người đang ngồi lướt Instagram Reels và đang lướt TikTok thì mọi người đang muốn có nhu cầu giải trí và cái xu hướng ngày nay của chúng ta đó là hai thứ là nó không thể nó tách rời, nó luôn luôn là nó phải phải đi song hành với nhau. Đó, thì uh, làm một content creator thì Uh, anh nghĩ là cả em và có thể anh anh cũng maybe một chút nào đấy identify bản thân là là một content creator uh, không phải là full time content creator nhưng mà at least part time thì uh, có một cái nhu cầu là luôn luôn là chúng ta phải uh, làm mới bản thân. Đấy, uh, người uh, tiêu thụ uh, nội dung thì bao giờ cũng muốn là có một cái câu chuyện mới một cái narrative mới. Đấy, mặc dù cùng follow một cái nhân vật đấy nhưng mà nó vẫn phải có một cái uh, một cái đột phá gì đấy trong cái câu chuyện về phát triển bản thân thì người ta mới có thể là tiếp tục người ta hứng thú và người ta tiếp tục theo dõi mình. đó Thì uh, hiện tại thì Minh làm mới bản thân bằng cách nào và em trau dồi cái kỹ năng của em hàng ngày bằng cách nào? Bởi vì rõ ràng là em sản xuất rất là nhiều nội dung liên quan tiếng Anh đúng không? Thì mình cũng không thể tách rời được với cái việc đó là mình cũng phải liên tục đi học thêm đúng không? để có thể là có nhiều thứ hơn để chia sẻ với cả mọi người. Hàng ngày thì em vẫn có cái hai cái hướng để mà em làm mới bản thân đó là là một cái khả năng tiếng anh của mình ấy đó là em vẫn xem những cái nội dung giải trí ở trên youtube những người mà em follow từ trước đến nay pewdiepie jacksepticeye Markiplier vân vân và mây mây nhiều còn nhiều mảng khác nữa chứ không phải là mình cái mảng game và ừ. giải trí ừ. à, và ngoài ra thì em cũng follow những kênh tiktok mà content của họ làm chuyên về kiến thức tiếng anh ừ. thì cả hai nguồn như vậy hai cái nguồn đấy họ đều phải tự làm mới bản thân của họ ừ. phải không nào? cho nên là mình muốn làm mới bản thân của mình mình chỉ cần học theo những người mà cũng họ cũng đang liên tục làm mới bản thân của họ và họ là cái nguồn này là nguồn người nước ngoài Tây ấy, thì họ luôn đi trước mình phải hai bước ừ. Trung Quốc đi trước mình chắc cũng một hai bước gì đấy Tây cũng phải tầm như vậy thì nếu mình học theo những người như vậy thì mình sẽ không bao giờ lỗi thời cả ừ. chứ nếu mà em bây giờ em đi học theo một người Việt Nam nào đấy cũng làm content dạng như vậy đi thì sẽ khó hơn, ừ. thì sẽ khó để mà có cái gì đấy mới mẻ cho người Việt Nam xem, ừ. đấy, họ xem kênh của người kia rồi họ lại thấy em học theo người đấy thì, thì tức là nó sẽ không nó kém hấp dẫn đi. Và trong em luôn có một cái hướng cái content của mình, ấy, đó là khi mà em làm một cái video nào đấy, người ta xem người ta phải thấy thú vị và người ta phải, ngoài việc thấy thú vị ra, người ta còn phải muốn chia sẻ lại với người khác nữa cơ. Ừ. Ừ. Tức là hôm qua em có up một cái video thì có một bạn xem video bạn thấy bạn vào comment luôn. Đó là anh ơi, anh dừng lại đi. Chứ bạn em nó bắt đầu nó nói chuyện giống như anh rồi. <cười> <cười> thì tức là bạn của ông này đã xem video của em và sau đấy lên trường hay lên lớp gì đấy và bắt đầu nói lại cái nội dung như vậy, y chang ừ. như vậy. Ừ. <laughs> thì em thấy đấy là một cái một cái win. Là thành Còn, một cái thân. giáo phái luôn đúng không đúng <laughs> có những môn đồ đi theo <cười> <cười> chính xác thì là vậy thế video viral đó của em là video nào đâu anh biết cái trộm là trong tiếng anh là gì trộm loại gì trộm bình thường là thief trộm vâng đúng, không? Nói, đúng không? Ừ. chính xác nói chung là thief vậy thì trộm mà bẻ khóa nhà để vào bên trong ăn cướp thì gọi là gì trộm mà bẻ khóa nhà là burglar đúng không ừ quá là triệt chuẩn xác luôn. vậy bẻ khóa nhà nhưng bẻ khóa từ tầng hai trở lên thì lại gọi là gì? bẻ khóa từ tầng hai trở lên. cái này là mới nha, mới. thì nó gọi là cat burglar. Ờ uh, cat burglar. -burg ừ, chắc là chắc chắn là anh biết nhưng mà kiểu không dùng, hai dùng thì đi thể sẽ uh, đi giòn uh, rén như con mèo. <laughs> à. nhưng mà nếu mà trộm mà lại dùng vũ lực thì lại gọi là robber. The robber. robber. Ừ. nhưng nếu trộm mà trộm uh, móc túi thì gọi là pickpocket pickpocket ừ, pick còn nếu trộm mà gọi là chụp giật giữa ban ngày ở ngoài đường thì gọi là murder ừ. trộm mà trộm người bắt cóc thì gọi là kidnapper kidnapper, kidnapper. nhưng mà có một loại trộm mà tệ hơn tất cả những loại trộm ở trên đó là loại trộm nội tạng con người và cụ thể là trái tim <laughs> thì đó <laughs> uh, sẽ quá tên, mượt luôn còn <laughs> có tên là em <laughs> vì em đã đánh cắp trái tim của anh <cười> <cười> ok và qua cái uh, demonstration vừa rồi thì có thể thấy được cái uh, sức hút uh, cực kỳ mây hoặc của mình mình <cười> <cười> với các uh, bạn ở trên uh, kênh tiktok của mình đúng không <laughs> Đấy, anh cũng uh, học hỏi được uh, rất là nhiều từ uh, cái định hướng làm content như vậy, Đó, thì uh, khi mà uh, rõ ràng là khi mà một bạn mà xem video của em, thì bạn bạn ấy sẽ rất là nhớ cái câu punchline ở cuối, đúng không? Đây đấy là cái um, khiến cho người ta cảm thấy rất là thỏa mãn, đúng không? chứ nó không chỉ đơn thuần là tức là nếu như là mình cứ chia sẻ video mà từ đầu đến cuối một list ra, đúng không? mà nó không có một cái kiểu conclusion gì đấy khiến cho chúng ta cảm thấy thực sự là kiểu sướng đúng không? Thì thì nó cũng sẽ rất là trôi. Đấy nhưng mà anh nghĩ là chính cái câu cuối như vậy và chính cái cái cách delivery của em như thế sẽ khiến cho các bạn ấy không những là cảm thấy cuốn hút bởi em mà sẽ xem lại xem đi xem lại video nhiều lần và sẽ chia sẻ lại và khi chúng ta có sự lặp lại như vậy thì có thể là cái 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 khúc cuối là cái bạn bạn nhớ nhất nhưng mà dần dần thì những cái khúc ở giữa đúng không những cái từ vựng mà em chia sẻ đấy các bạn cũng sẽ rất là nhớ theo bởi vì là cái nội dung nó được lặp đi lặp lại nhiều lần và nó sẽ chắc chắn nó sẽ vào tiềm thức của bạn ừ. và có thể là sẽ không nhớ ngay đâu ừ. nhưng mà đến khi mà làm một cái bài đề một đề thi nào đấy chẳng hạn và thấy nó thấy quen quen thì chắc nó ừ. cũng chưa nhớ ngay ra luôn được đâu ừ. Ừ. nhưng mà sẽ khiến các bạn phải tò mò kiểu và phải đi tìm xem cái từ này ừ. là gì phải tìm lại cái video này xem nó là gì ừ. thì đấy là các một cách mà các bạn đã tự đã học tự học ừ. rồi gọi ừ. là tự học ừ. Đó, thì uh, rõ ràng là đấy cũng là một cái cách học anh nghĩ là ngày nay thì người học thích tiêu thụ những kiến thức mà nó kiểu bite sized tức là nó kiểu dễ dễ, dễ nuốt đấy đúng không đấy tức là một cỡ mà kiểu như ăn nuốt một phát là là xong luôn chứ không phải là những cái uh, bài giảng khô khan hay thậm chí là ngày nay uh, trong thời buổi bây giờ anh thấy cái hình thức mà kiểu như là chúng ta livestream kiểu dạy kiểu một tiếng hai tiếng thì nó cũng, cũng, cũng đã vơi vơi đi một chút rồi đấy mà người ta thực sự là người ta uh, cuốn hút bởi những cái thông tin mà kiểu như là nó ngắn gọn nhưng mà nó có một cái uh, nội dung nó không hề là là bé nhỏ chút nào uh, package ở trong một cái format kiểu 30 giây một phút như vậy và chính những uh, nội dung chia sẻ dễ nuốt mì ăn liền thân thiện với cả khán giả như vậy là những cái giá trị mà kênh two cast cheeky ielts của bạn mong muốn đem đến cho người học ielts nói riêng cũng như là người học tiếng anh nói chung và bên cạnh những bài học đó thì chúng ta có thể nghe được những chia sẻ rất là ý nghĩa và rất là truyền động lực uh, từ những nhân vật như minh minh đây những người mà có thể gọi là live and breathe cái việc học tiếng anh đúng không? thế thì uh, quay lại câu chuyện về học tiếng anh một chút thì anh được biết là mình xuất phát điểm là một học sinh chuyên pháp đúng không em còn có, có nói qua đúng không thì uh, chắc rất là nhiều người sẽ tò mò Ờ, tiếng Anh thì tiếng Pháp thì khó hơn theo kinh nghiệm của em theo kinh nghiệm của em ấy, thì là tiếng Pháp là khó hơn tại sao tại vì tiếng Pháp em bây giờ em không biết gì về tiếng Pháp nữa rồi <cười> <cười> tiếng Anh thì bây giờ em biết khá là khá khá ờ, thì theo thực nghiệm <cười> <cười> vâng. nếu mà tiếng Pháp mà dễ hơn thì đáng lẽ em thì phải chắc thạo là bây giờ em đã nhớ rồi không <laughs> vâng. nói thật ra thì là tiếng Pháp có rất nhiều kiểu nó phân chia sống uh, cực sống đực sống cái và ngay cả cái số đếm của tiếng Pháp thôi cũng rất là phức tạp. 80 thì là 24. 20 x 4, 4 nữa. 20 nhân 4 chứ không phải là 80. Ừ. Đấy. À, và còn những cái số khác nữa cơ em lỡ quên rồi. Đó thì là cái trải nghiệm của Minh Minh với việc mà bây giờ là một người mà try có thể nói là kiểu somewhat trilingual đúng không? Thì là à, tiếng Pháp là cái, có lẽ là cái tiếng mà khó nhất trong 3 tiếng mà mà mình anh anh còn thiếu tiếng nào không? Em còn anh còn em còn biết tiếng nào nữa mà anh đang không cover nốt tiếng uh, tiếng uh, tiểu Vương quốc anh ạ. <laughs> tiểu Vương quốc à? <laughs> tiếng tiếng tiểu... <laughs> à ok, thế thì uh, tí nữa sẽ có một cái challenge khá là vui để test xem là thực sự là là mình có thông thạo các cái tiếng của tiểu Vương quốc không. Um, vậy thì tại sao em đang học chuyên pháp mà em lại quyết định là đi sâu hơn về tiếng anh à, thì thật ra là tiếng pháp không dùng để thi lên đại học được à, ok có nghĩa là vào cái ngành mà em muốn thì lại không không thi vào được bằng tiếng pháp cho nên em bắt buộc phải nghỉ giữa năm lớp 11, nghỉ tiếng pháp đi để học tiếng anh lúc đấy là đang đi học thêm nhà cô tiếng pháp luôn đấy nhưng mà xác định lại là muốn thi được đỗ đại học thì phải học tiếng anh và bắt đầu là lúc đấy là tập trung là học tiếng Anh rất là nhiều, đi học thêm ở nhà cô và làm rất là nhiều đề đại học và dạ ừ. nhé yeah. yeah. và xong cuối cùng 9,8 phẩy đúng không? <laughs> ờ, thì thì anh ra là, là đầu năm lớp 11 nha là em vào là là tiếng Anh của em là top cuối, top cuối của lớp ừ. nhưng mà đến cuối thi là em lại đứng đầu đứng đầu so với cả chuyên anh thì vẫn hơn cả các bạn chuyên anh luôn được ừ thế có lẽ là khi mà chúng ta có một cái việc học nó có một cái sự có chủ đích ở đây thì chúng ta đạt được những cái bước tiến nó cực kỳ là rõ ràng à, chính nó. xác thì anh nghĩ là cái câu chuyện mà tại sao đâm đầu vào tiếng anh hay là đâm đầu học sâu vào tiếng anh của anh với cả minh thì có lẽ hơi khác nhau một tí đúng không minh thì suy nghĩ dưới một góc nhìn mà nó khá là uh, gọi là có thể nói là có phần thực dụng đúng không à. Tức là tiếng anh rõ ràng mang cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn cho nên là tôi sẽ uh, nó gần như là một cái cái loại tiền tệ mà được chấp nhận ở nhiều nơi hơn, đúng không? thì tôi sẽ tích cái cái currency này, trong khi anh thì thì có phần nó nó hơi phiêu, nó hơi mơ mộng hơn tí về đơn phần bởi vì anh anh thích cái cái âm hưởng của tiếng anh, cho nên là mình cảm thấy là có thể uh, đồng điệu được với cái nội dung đó bằng tiếng anh, cho nên là mình đâm đầu vào nó chứ không phải là các cái tiếng khác. Đấy. Thế thì cái chặng đường học tiếng Anh của mình như thế nào Bởi vì rõ ràng là là nó không chỉ bắt đầu từ lúc mà uh, Em nhận ra là à, tiếng Anh nó có nhiều cơ hội hơn Và cấp 3 như vậy mà mà anh thấy em học tiếng Anh từ từ đó trước Rất là lâu rồi thế thì em có thể tóm tắt là cái chặng đường của em như thế nào không Những cái lúc mà trũng rồi những cái lúc mà lên đỉnh của nó là như thế nào Thật ra là anh nói về vấn đề mà Anh cảm được cái âm hưởng của tiếng Anh ấy Thì em cũng có một phần như vậy nha Em là Từ năm lớp 8 ấy từ năm cấp 2 thì thực ra là bắt đầu học tiếng Anh thì là từ năm lớp 3 rồi. Ừ. Năm lớp 3 bắt đầu học nhưng mà đến năm lớp 8 thì mới nó mới có một cái bước ngoặt tiếp theo. Đó là đi học thêm ở nhà cô. Ừ. Và nhà cô cái môi trường này học nó rất là phù hợp. Cô thì nhiệt tình và các bạn thì có có chút tinh thần ganh đua nhau và các bạn cũng kiểu vui vẻ với nhau. nên là cùng nhau đi lên bằng cái sự vui vẻ, phấn đấu vui vẻ. Ừ. Thì đấy chính cái lớp đấy là đã khiến tiếng Anh của em trở lên cái mức gọi là mức ổn ừ. mức ổn ở đây là là cũng gọi là tốt đầu ở trường cấp 2 quá ổn đúng không nhưng mà trường cấp 2 của em lại có đúng một lớp 8 à, thế thì tương đối ổn <laughs> đúng một lớp 8 thôi trường chỉ có đúng 5 lớp và lớp 8 có đúng một lớp cho nên là cũng cũng gọi là được nhất lớp cũng gọi là nhất lớp nhưng mà đấy thì nó là như vậy ừ. xong rồi em bắt đầu lớp 8 đấy em cũng bắt đầu được xem video YouTube ấy. Ừ. thì em cũng có niềm đam mê với cái việc làm đấy thì có nghĩa là em cũng tiếp xúc với lại văn hóa tiếng Anh của bên nước ngoài, uh -huh. meme các cái meme <laughs> hài hước thì mình cũng gọi là cũng resonate với mấy cái meme đấy ừ. cũng gọi là cảm được âm hưởng của tiếng Anh đúng rồi thực sự là khi mà chúng ta bởi vì không phải là 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 ai thì khi mà tiếp xúc với cả những cái nội dung mà nó có pha một chút humor vào trong đó thì cũng có thể cảm được luôn mà nó thực thực sự là nó cũng phải tùy từng người đấy có những người thì thì rất là nhanh chóng là có thể hòa mình được vào cái cách suy nghĩ đó tại sao nó buồn cười đúng không tức là chúng ta có một cái sự đồng điệu nhất định với cả cái văn hóa nói tiếng Anh đấy nhưng mà có một số anh nghĩ là một một bộ phận các người học tiếng Anh đang hơi chật vật một chút vì chúng ta chưa thực sự là chúng ta bắt được cái sóng của nó đấy thì sau đó thì sao sau đó thì thì là một cái quãng thực ra là cũng khá là mượt mà thôi anh ạ em cứ xem video em thấy nó thú vị rất là enjoy cái moment ừ. xem video đấy <laughs> việc đi học thêm trên lớp nhà cô cũng rất là enjoy ừ. luôn và em thi lên cấp 3 và lên cấp 3 thì em vẫn cứ tiếp tục xem video hàng ngày như vậy nó là một cái đam mê thực sự là rất là Mạnh liệt, ừ. em rất là muốn xem những video người ta chơi game à, Cụ thể là video gì thì đó là những video chơi game nha PewDiePie ừ. mà người ta, Họ chỉ chơi game rồi, họ bình luận lên cái footage game của họ thôi ừ. Ừ. Và em cứ thế, em xem Nhưng mà nếu mà có những cái điểm mà nó vui Như kiểu mà em làm tiếng video của em đấy Kiểu sẽ có những khoảnh khắc nó rất là vui ừ. Sẽ khiến em nhớ lại Nhớ được cái khoảnh khắc đấy Thì em sẽ trong cái thời điểm trong ngày ấy diễn ra trong ngày thì đôi khi em sẽ phải thốt lên những cái những cái lời như vậy mà ừ. đã diễn ra trong cái video cái ừ. đó là cái việc mà khiến cho cái việc học tiếng anh của em nó, nó rất là thật sự là nó đơn giản <laughs> ừ. đúng rồi <laughs> may mắn đây là một điều may mắn <laughs> cái uh, trong một cái cuốn sách mà anh có đọc của Malcolm Gladwell về gọi là kỹ năng giao tiếp thì uh... Thực sự là khi mà ông người lấy ví dụ ở những cái người mà sale giỏi thì người ta sale thành công tức là người ta mê hoặc được cái khách hàng của họ và trong nghiên cứu người ta thấy rằng là khách hàng của họ là đôi khi là là mô phỏng lại những cái ánh mắt rồi cử chỉ của cái người mà người ta đang nghe mà đang sale người ta đó. Đó thì anh nghĩ là đây cũng là một cái mà cái 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 sự cuốn hút nó rất là quan trọng chứ bản thân cái kiến thức thì có rất là nhiều chỗ chúng ta thể học tiếng anh đấy nhưng mà anh nghĩ là cái cái attraction đó nó là một cái cái điểm tựa một cái anchor rất là quan trọng để chúng ta có thể là liên tục là quay lại và đến một cái level cao hơn nữa là chúng ta bắt chiếc lại họ đấy là cái lúc mà chúng ta thực sự là lên trình ờ và rõ ràng là minh thì áp dụng rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau để học tiếng anh nhưng mà anh thấy là cái cái lúc mà bắt đầu nó qua cái giai đoạn gập ghềnh mà nó thực sự là nó nó nó, nó trơn tru nó smooth ấy như em nói đó là khi mà em có được cái khả năng tự học rồi em có một cái khả năng tự học và em có một cái đam mê nó rất là là cụ thể trong tiếng anh tức là tiếng anh nó giải quyết cái nhu cầu gì của em là là nó cực kỳ là cụ thể các video mà em xem về về games đúng không tất nhiên nó không phải là cái duy nhất nhưng mà nó là một cái nhu cầu khá là lớn nó mang cho mình một cái sự thỏa mãn lớn và đến lúc đấy cái việc học tiếng anh của em cảm thấy rất là trôi đó thế thì với một người mà giỏi tiếng Anh thực ra là các khách mời của của Thewcast ở đa phần là toàn các cao thủ đấy. Thế thì các cao thủ lên đây thì chắc chắn là uh, các bạn uh, khán thính giả của Thewcast cũng sẽ muốn là mục sở thị xem là ôi, thế thì cái cái uh, trình độ cái khả năng của những cao thủ này như thế nào. Thế thì anh nghĩ là không có gì phù hợp hơn bằng cách là chúng ta uh, với mỗi khách mời trong uh, các tập của Thewcast thì uh, anh sẽ có chuẩn bị một cái challenge. Đấy một cái thử thách dành cho khách mời nó chết rồi còn <laughs> anh nghĩ rằng không có một cái thử thách nào phù hợp hơn đối với em đấy để test cái cái độ uh, gọi là exposure của em về tiếng anh bằng một cái accent challenge đây là podcast tiếng anh các bạn nhé cho nên là chúng ta sẽ không test các ngôn ngữ khác nhưng mà chúng ta sẽ test khả năng nói tiếng anh bằng các giọng khác nhau nào mình có up for cái challenge này không chắc chắn rồi thực <laughs> <Không> ra là <laughs> em cũng không không là, có lựa chọn nào khác <laughs> không có lựa chọn nào khác nhưng mà sâu bên đằng sau nữa đó là em cũng đã từng làm các cái video giả giọng nhiều loại anh khác nhau rồi cho nên là em cũng sẵn sàng tham gia à? Yeah. vâng ok rồi và trong cái accent challenge này uh, thì uh, em là người mà sáng tạo nội dung tiktok đúng không tiktok thường cắn với cả cái thời lượng đó là một phút 60 giây thì bây giờ anh sẽ cho em là trong 60 giây Em phải nói được càng nhiều loại giọng trong tiếng Anh, càng tốt Vâng Em sẵn sàng em... chưa? Chắc là em sẵn sàng rồi ạ And without further ado Accent Challenge với Minh 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 Sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1 Go! Đầu tiên là anh Nigeria Have you seen the Black Panda? The Black Panda has been The protector of Wakanda for generations Tiếp theo là anh Ấn What? What do you mean? Don't talk to me like that. Don't. Don't try me. Tiếp theo là anh. Nga. I'm, a, I'm Russian. Russian, like us, we swim in ice river. <laughs> we drink vodka out of bottle. I'm. Tay? Anh, anh. Uh, uh, you think just because I'm British, I'm into I mean Tay? Pause me the water bottle breath I'm all healthy in that Và giọng uh, Gì đấy uh, Anh Việt à Anh giọng anh Thở hết Vâng ok Chúng ta đã đến <laughs> bỏ cuộc Đến đến đến, đến anh <laughs> Nhớ về cội nguồn Đã đến 59 giây rồi Ok Và chúng ta thấy nãy giờ là Có một số giọng uh, tiếng Anh Hoàn toàn không phải giọng tiếng Anh phổ biến đúng không uh, Anh uh, Nigeria này Anh uh, Nga này Anh uh, anh anh có một giọng tiếng anh phổ biến là anh anh này và chúng ta có anh, anh Tân, ấn đúng không thế thì uh, rõ ràng là anh nghĩ là nếu chúng ta để cái khuôn khổ nó không chỉ là một phút mà nó là nhiều phút thì chúng ta sẽ được nghe thêm nhiều giọng từ mình mình em 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 áng chừng khoảng bao nhiêu giọng em nói được em đã từng làm khoảng phải đến chục giọng làm video ấy làm mười cái video thì ít nhất là mười giọng đúng không còn nhật này rồi trung quốc này rồi <laughs> vân vân quên à, mất rồi ok <laughs> lỡ quên mất rồi. Các, các các tiểu và các đại vương quốc à. <laughs> thế thì uh, một người mà nói được nhiều accent như vậy thì anh nghĩ là không phải là chúng ta sẽ mỗi lúc chúng ta nói một loại accent bởi vì thế nó rất là mệt uh, mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải thiên về một cái accent nào đấy à, à, cá nhân thì anh cảm thấy là uh, em sẽ thiên về một trong các cái giọng chính uh, mỹ úc hoặc là anh đúng thế thì em em nói cái giọng nào là cái giọng chính của em giọng chính của em là giọng anh mỹ anh mỹ bởi vì là xem video nhiều của content creators nước mỹ đúng không à, thế thì rõ ràng là khi từ khi mà em post video lên thì mọi người rất là ấn tượng với giọng nói của em có thể là uh, cái khả năng mà comprehension của người nghe thì người ta không hiểu hết là em nói cái gì nhưng mà người ta biết được là À ok cái 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 sự lên xuống này đúng không cái âm hưởng này nghe nó rất là giống người bản địa thế thì em nghĩ rằng là một cái người học tiếng anh giỏi có cần phải có được cái khả năng đấy không tức là mở miệng ra nói một phát là chúng ta nghe là oh, ok anh này phát âm kiểu rất là native like thực ra là không cần phải như vậy một trăm phần trăm nghĩa là một người học tiếng anh giỏi thì họ khi mà họ có accent hay thì nó chắc chắn là một điểm cộng rồi ừ. nhưng mà học tiếng anh giỏi nó không đồng nghĩa với việc là sẽ có accent hay ừ. thực ra là em đã gặp rất là nhiều người ngoài trong cuộc sống này là người Việt nhưng mà họ nói ngôn họ nói ngôn ngữ rất giỏi. Từng em từng có một ông sếp là nói được tiếng Pháp và tiếng Việt, cả hai tiếng này đều có accent Việt. Nhưng mà khi mà trao đổi với khách hàng bắn như gió, khách hàng vẫn cứ hiểu. Đấy cho nên là cái cái việc mà giỏi tiếng Anh thì để mà nói nó có liên quan đến việc accent giỏi hay không thì em nghĩ là không. em nghĩ không nhưng mà nếu mà có thì tốt. <laughs> ok tức là anh nghĩ là nếu như chúng ta mà có một cái nghiên cứu nào đấy thì uh, maybe uh, nó sẽ có tồn tại một mối quan hệ nó gọi là correlation. Đó là đa phần những người mà giỏi tiếng Anh thì thường là sẽ sẽ có một cái accent mà nó nó giống người native đúng không? nhưng mà không phải tất cả tức là nó không phải là có một cái uh, causality tức là mối quan hệ nhân quả ở đây tức là phải có cái này thì mới có cái kia. đâu chúng ta vẫn có tức là, uh, gọi là tồn tại những cái trường hợp ngoại lệ Đấy, những người mà giỏi tiếng anh nhưng mà thực ra họ không cần phải theo một cái Excel nào cả và anh thấy đây cũng là một cái xu hướng toàn cầu luôn bởi vì là khi mà chúng ta uh, càng ngày càng uh, hòa nhập và càng đón nhận những nền văn hóa khác nhau thì rõ ràng một trong những cái tất yếu mà chúng ta phải chấp nhận đó là mỗi người sẽ có một cái uh, thể loại tiếng anh một cái genre nó khác nhau một cái uh, gọi là bài hát giọng điệu nó khác nhau này thì uh, nó giống như là cái uh, giọng nói tiếng Anh của chúng ta bây giờ thực sự là nó nó rất là giống cái fingerprint mỗi người đều đều rất là unique tất nhiên chúng ta có một số các cái patterns nó nó dễ nhận thấy dụ à ok bạn này hay xem anh Mỹ bạn này hay xem anh Anh bạn này hay xem chắc là hai cái đấy là hai cái chính rồi đúng không đấy uh, nhưng mà đâu đó thì vẫn tồn tại những giọng tiếng Anh nó rất là đặc biệt và anh nghĩ là chuyện này hoàn toàn ok đấy thì kể cả nếu như chúng ta nói chuyện với cả người native mình biết là tiếng Anh của mình rất là ok nhưng mà cái từ đấy mình phát âm ra có thể cái giọng mình uh, người ta nghe không quen thì chúng ta cũng thể yên tâm được rằng là người ta nghe một người nước khác uh, có thể người ta cũng sẽ phải hỏi lại bạn ấy vừa nói từ gì mặc dù là cái người đó có thể là sống trong một cái nước mà nói tiếng anh là ngôn ngữ thứ nhất chẳng hạn giả sử singapore anh đã thấy anh giới thiệu những người bạn mỹ của anh với những người bạn singapore thì đôi khi họ vẫn sẽ phải hỏi lại là bạn ấy vừa mới nói cái gì đấy ừ, cái chuyện đấy hoàn toàn ok đúng không? rồi hôm nay thì uh, anh đã có vinh dự được trò chuyện với cả minh 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 uh, một uh, buổi trò chuyện mà có rất là nhiều các cái wisdom để anh có thể gọi là un unpack và anh tin rằng là các vị uh, khán giả thính giả của two cũng đã có được uh, những cái insight rất là hữu ích uh, không chỉ là dưới cái góc nhìn của một người mà học tiếng anh lâu năm mà anh tin rằng những cái người mà gọi là aspiring Content creators dù là người ta có làm tiếng Anh hay là không làm tiếng Anh thì cũng có thể uh, học hỏi được rất là nhiều từ câu chuyện của em. Thế thì uh, uh, kết thúc chương trình thì trong cast anh luôn luôn muốn hỏi uh, các vị khách mời một số các cái rapid fire questions, những câu hỏi mà gọi là mọi người có thể trả lời rất là ngắn ngắn gọn thôi, uh, những cái bite size pieces of wisdom mọi người có thể chia sẻ. thì đầu tiên là anh muốn uh, có thể mình recommend cho các bạn. À, khán thính giả của Tulkas một quyển sách mà em nghĩ rằng là tất cả mọi người nên check out ngày hôm nay không? Đó là quyển uh, The Subtle Art of Not Giving Up. <laughs> ok <laughs> Vâng, producer của Tulkas, uh, please <laughs> work your magic. Thì, quyển sách đấy thì nói về việc là chúng ta sống ở thời hiện đại này, thì chúng ta có quá nhiều cái sự gọi là distraction này, để khiến chúng ta phải mất tập trung. Chúng ta phải để ý quá nhiều đến những việc mà thực sự là không đáng Nếu mà chúng ta không để ý đến chúng ấy Thì chúng ta có thể để ý đến bản thân chúng ta Hoặc là chúng ta có để ý đến những cái điều mà Nó cần ừ. Để mà chúng ta có thể phát triển ừ. Được nhiều hơn ừ. Xã hội thời này có cái sự xuất hiện của mạng xã hội mà Thật sự là uh, Tin từ nửa kia thế giới thì chúng ta vẫn có thể Cập nhật được hàng ngày ừ. Cho nên là chúng ta cần phải quyết định được là những cái điều gì chúng ta cần phải give ok <laughs> những cái điều gì mà chúng ta cần phải don't give ừ. kiểu vậy thì như vậy thì em nghĩ là chúng ta sẽ kiểu chúng ta gọi là thứ nhất là chúng ta có cái gọi là cái inner peace ừ. không để ý đến những cái việc quá là linh tinh nó ảnh hưởng đến tâm trí ừ. thứ hai là chúng ta lại còn dành được cái năng lượng đấy để mà uh, phát triển những bản thân của chúng ta ừ. vâng ok Nghĩa thông điệp rất là ý nghĩa và một quyển sách là rõ ràng là uh, cũng được không chỉ uh, minh minh mà còn được rất là nhiều uh, người khác bất kể lĩnh vực nào recommend đấy và nếu như là các bạn mà uh, có thể là chúng ta uh, không có thời gian chúng ta đọc sách hoặc chúng ta không ngại đọc sách thì uh, cái quyển uh, The subtle art of not giving a fuck uh, cũng có một phần summary bởi chính tác giả luôn ở trên youtube mà các bạn có thể xem <laughs> uh, một lời khuyên dành cho các bạn trẻ học tiếng Anh một lời khuyên dành cho các bạn trẻ học tiếng Anh đó là các bạn cần phải tìm ra được cái mục đích thúc đẩy các bạn ừ. là gì tại vì em thấy rất nhiều bạn mà chỉ đặt những câu hỏi làm như thế nào em làm kênh tiếng Anh mà các bạn rất hay đặt những câu hỏi nó kiểu là làm thế nào đúng rồi làm làm như thế nào để giỏi và kiểu em em cảm giác là các bạn chưa biết được là mình cần giỏi để làm cái gì ấy ừ đấy ví dụ như em nhé thì em tiếng anh của em có phải là để có cái bằng hay là đi làm cho công ty nước ngoài đâu tiếng anh của em là để làm sáng tạo nội dung ừ đấy cho nên là em em cũng có bằng chứ cũng có bằng nhưng mà cái việc đấy là có thể là sau này em sẽ cần đến nhưng mà ở, thời, ở bản thân hiện tại của em ấy thì em cảm thấy là như vậy là đủ rồi ừ. và cũng đã đủ để làm những nội dung sáng tạo của em rồi. Ừ. Còn nếu mà các bạn nếu mà muốn học tiếng Anh ấy thì các bạn cần phải xác định được là mình mình học để để làm gì. Đây cũng là cái thông điệp mà anh nói chung chia sẻ rất là nhiều với cả học sinh. Đấy, nó việc học cũng như là việc sống nó phải có chủ đích, nó phải uh, purpose driven đó anh uh, luôn luôn uh, nhớ đến một cái câu nói, một cái uh, câu quote uh, của một nhân vật uh, có trên TED Talk, uh, anh tên là Andrew Solomon, tức là, gọi là chú ấy thì đúng hơn, nhiều tuổi rồi. Thì uh, trong một cái bài TED Talk thì thì uh, chú ấy có nói về cái việc là trải qua một cái sự chịu đựng nào đó. Một câu quote rất là hay mà nó có rất là nhiều cái sự tương đồng với họ tiếng Anh là uh, people cannot endure a pointless torment right? but they can suffer great pain if they know that the suffering is purposeful we cannot bear a pointless torment but we can endure great pain if we believe that it's purposeful paraphrase nhưng người ta biết là nếu như có một cái ánh sáng ở cuối con đường hay là biết là cái gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước ấy thì có đau khổ thì mới chúng ta cũng có thể chịu được đó thì tất nhiên mình không nói là kiểu việc học tiếng anh là hoàn toàn là nó là là, là đau khổ nó nhưng mà rõ ràng nó là một cái việc khó và nó tốn thời gian nhưng mà nếu mà chúng ta biết được là cái thành quả mà mình đạt được nó có hình dáng như thế nào thì ta sẽ sẵn sàng đầu tư hơn cảm ơn uh, minh rất là nhiều hôm nay đã bớt chút thời gian để uh, không phải là một chút thời gian mà nhiều chút thời gian uh, để đến với uh, Uh, the The Workshop để uh, đến với số chào kênh rất là ý nghĩa của Tieu Cast uh, anh đã có một khoảng thời gian trò chuyện uh, thực sự uh, rất là dễ chịu với với minh cảm thấy có một cái uh, cái sự đồng điệu một cái sự fraternity nhất định đấy, giữa hai anh em và chắc chắn là uh, các bạn khán thính giả của Two Cast anh nghĩ là cũng sẽ cảm nhận được cái 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 um, sự đồng hành của uh, một người mà rất là muốn chia sẻ kiến thức như em Đó. em cũng Hôm nay là một cái trải nghiệm cũng rất là dễ chịu đối với em và ngồi được ngồi với thầy Đặng Trần Tùng, <laughs> một người khá là knowledgeable và thầy có rất nhiều những cái câu gọi là câu uh, quote của những người nổi tiếng mà thầy, em thấy là đây là một cái điều em nên học theo, tại vì có những câu quote như vậy, câu nói của mình nói ra nghe nó uy tín hẳn, <cười> <cười> mượn mượn lời người khác để và, nói đúng và không? Mà. Nghe nó uy tín hẳn, <laughs> ok. Và Uh, cả mình và cả mình thì đều thấy là hôm nay là một cái trải nghiệm rất là dễ chịu còn uh, không biết là các bạn có một uh, suy nghĩ như thế nào về tập đầu tiên của Tucast uh, các bạn đừng quên theo dõi và ủng hộ Tucast trên các nền tảng như là Spotify, Apple Podcast và YouTube nhé còn bây giờ thì uh, chúng ta hãy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các, các bạn trong một tập khác của Tucast với những vị khách mời cũng rất là thú vị